Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nhận thấy đây là tất cả những là các bậc lão thành và cao minh ngồi đây. Như là ở đây tôi biết là coi như là có huynh Hai Nhái, nó cũng từng dẫn đoàn đi các nơi như là núi Ông Cấm, núi Tà Lơn, thấy không? Đây mà qua tới nước ngoài đó, dẫn đoàn tới nước ngoài đó quý vị, chứ không phải nước mình nha. Dẫn qua tới Campuchia đó, mà thậm chí còn qua là cũng lắng lắng qua Thái Lan nữa đó nha. Ở đây cũng như cô Út và đồng thời Út Bủ và tất cả những anh em đồng đạo bên Tân Què bên đây thì tôi thấy rất là cao minh. Thì tôi thì nói gì có gì sơ xuất thì quý vị cũng quan hỷ, mà có câu đúng quý vị, nhân vô thì thập toàn, thấy không? Thì đạo pháp thì nó thầy nói là đạo pháp cần sâu, sâu chẳng cạn. Bây giờ là cái đạo pháp mình nói hoài quý vị, nói hoài cũng không hết đâu, nhưng mà tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người. Cũng như Đức Phật hồi xưa đó quý vị, Đức Phật hồi xưa đó thì có một cái câu mà A Nan hỏi đó quý vị, dạ thưa Phật, tại sao mà Phật đưa ra có một câu mà bây giờ như vậy là 53 vị đế đức, mà cái này 53 vị đế đức quý vị, mà tại sao không có người nào mà nói trúng người nào hết, không người nào nói giống người nào hết? Thì Đức Phật mới nói ạy, 53 vị đại đức người nào nó cũng nói trúng hết trơn á, nhưng mà nói trúng á thì tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người. Thành thử ra quý vị biết không, 53 vị đại đức đó nghe, mà còn không người nào nói giống người nào đúng quý vị. Thì hôm nay chúng ta mà lên mà bàn mà đạo pháp này đây á, thì mỗi một người một ý, thì đây là lời của Phật đó, như vậy mới là quý quý vị. Còn nếu mà lời của Phật mà nói ra đó, mà nếu ai mà cũng là bàn mà theo mà cái ý của mình giống được ý của mình hết thì đây là đâu phải lời ông Phật hết quý vị. Thành thử ra thôi bây giờ như vậy đó, là cái người nói á thì nó trúng theo ý của mình, mà cái người nghe đó thì nghe ý trúng theo của mình. Thành thử ra từ cái chỗ đó là thấy nó hòa hợp với nhau nha quý vị. Chứ đừng nói là thôi bây giờ anh nói vậy là sai, tôi nói vậy trúng, thì cái trúng cái sai này đó mà Đức Thầy có nói trong một đoạn đó quý vị. Nhân nhã nhã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Tức là nhân là gì? Nhân là gì? Người nhã tức là ta. Mà nếu ta với người mà còn mà phân giai cấp với nhau hoài, còn phân hơn thua cao thấp hoài, thì đây là chúng ta còn một cái nhân nhã quý vị, thấy không? Nhân nhã nhã nhân đừng cách biệt sắc không. Sắc tức là hình tướng đó, sắc tức là hình tướng ở ngoài. Sắc tức là hình tướng ở ngoài, mà tại sao chúng ta là không, mà tại sao không vì sao quý vị? Tôi nói thí dụ bây giờ một cái chuyện mà mình tu tập thôi quý vị, bây giờ mình mượn cái sắc ăn là gì? Mạnh, một là ăn ở vệ sinh cho sạch sẽ, tập thể dục thể thao theo lời của Đức Thầy, chúng ta mạnh mẽ, trí thức của chúng ta mới là sáng suốt. Bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn qua một cái con sông, phải không, mình qua bờ bên kia, thì chúng ta phải làm gì quý vị? Chúng ta phải mượn một chiếc xuồng, mượn một cái chèo để chúng ta mà qua con sông. Nếu mà hôm nay chúng ta không có xuồng, không có chèo thì chúng ta đâu có qua sông được quý vị. Thành thử ra hôm nay chúng ta mượn một cái sắc ở ngoài, phải không? Tức là sắc không không sắc, chớ lìa xa, chúng ta cũng không lìa cái bản thân của chúng ta, mà cũng chúng ta cũng không lìa cái hình tướng ở ngoài. Bây giờ ông Đồng ơi, bây giờ tôi xin ra ông mời một cái ông em ở ngồi trước, có một người đang ngồi ngoài mời vô cho ăn cơm luôn. Ông này ông ăn bảo đảm không được một chén rử đó, chú vậy với tướng hồi đó và ăn một chén cơm một là nó ngộ gì đó, cái chú đó mà ăn như vậy là bất cứ mời là ăn vô là một chén một là thôi. Cái này nói trước ra đừng có nói là ông đó ông giận hờn, nó ngộ gì đó, giống hệt như tôi vậy đó, giỏi lắm lại chén một dạ không không tới mắc cỡ. Ông đó may mắc cỡ, ông đó thì ổng tu sĩ đó quý vị, nhưng mà ổng chưa có vợ có con hết trơn, ổng mắc cỡ lắm đó, ổng mắc cỡ lắm, kéo ổng vô ổng chưa chắc ổng vô nữa, thấy không, ổng mắc cỡ dữ lắm. Cái ổng đó mắc cỡ lắm đó, ổng vô ổng ăn chừng chén cơm một mà đi đâu ổng mắc cỡ, ổng dẹo dẹo lắm đó, trời ơi thanh niên con trai mà ổng dẹo dẹo dữ lắm. Để xin nói tiếp nha quý vị, thành thử là hôm nay là chúng ta là tại sao chúng ta người á thì chúng ta đó bây giờ còn phàm cái gì, chúng ta sợ quả, còn Đức Thầy á thì quên, còn những vị Bồ Tát thì chúng ta là sợ nhân, tức là nhân là gieo hột giống quý vị, tức ha, rồi tiếp, rồi tự nhiên nghe em, rồi tức là chúng ta là coi như sợ quả mà Bồ Tát là sợ nhân á. Thành thử ra Đức Thầy có nói là nhân quả, nhân nhã nhã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa là như thế quý vị.
thì tức là coi như con người của ta đó, tức là những vị Bồ Tát đó, là ngã tướng này, nhân tướng này, chúng sanh tướng này, thọ giả tướng này, trong bốn tướng này đó thì thành thử ra nhạc là cái những vị Bồ Tát đúng không quý vị, thì những vị Bồ Tát thì người ta biết bốn cái tướng này, tức là người ta sẽ tránh. Thì thôi bây giờ để trả lời vô một câu hỏi của đồng đạo hỏi là tu kiếp kiếp nếu không kẻo trễ là tu kiếp kiếp là sao, tức là đây là kiếp kiếp tức là gấp gấp quý vị. Thì bây giờ cái từ kiếp kiếp này tại sao Đức Thầy bảo kêu kiếp kiếp, mà kiếp kiếp không phải là ngày mai mà đời tới, ngày mốt đời tới đâu quý vị. Mà bây giờ có những câu này bây giờ người ta cũng đang hiểu lầm lắm luôn quý vị. Có Đức Thầy Tây An mà nói câu này là chúng ta hiểu lầm lắm rồi. Và Đức Thầy Tây An nói là năm dằn diều nổi bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ đối cuồng. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi mới lị tuôn dằn về. Thành thử ra hôm nay người ta bàn nói là tháng 10 này, bữa nay là tháng 10 nha quý vị. Nếu mà hôm nay là tháng 9 bắt đầu là sắp sửa sạn qua tháng 10, phải không? Thành thử ra nói là năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng mợi lị tuôn dằn về. Thì đây là cái đời thiên cơ. Mà thiên cơ là gì? Bây giờ tôi nói qua cái vụ thiên cơ này chút xíu nha quý vị. Có nhiều người không hiểu nói, ồ bây giờ thầy nói là mấy ông nói thiên cơ. Nhưng cái thiên cơ thầy của quý vị phải hiểu cái thiên cơ. Tôi nói thí dụ bây giờ tất cả đây ngồi bàn đây có giảng viên đây. Tôi nói thí dụ có giảng viên nha. Thí dụ vô mình đọc cái quyển bổn đi. Hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng khí chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây. Thì thôi bây giờ như vậy là đọc giảng, mà nếu mà quý vị đọc giảng là lên cái khúc này bỏ làm sao quý vị? Phải không? Thầy nói là hạ quân nay đã hết đời. Rồi bây giờ như vậy là tồi ôi mấy ông nói vị thiên cơ thầy không cho nói. Rồi thầy không cho nói như vậy là câu giảng khúc này bỏ làm sao? Thì bây giờ hạ quân nay đã hết đời thì mình phải bàn ra hết đời là sao? Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ nói trước là cuộc đời của người ta, chúng ta. Bây giờ hạ quân hết đời là gì sao quý vị? Bây giờ tôi nói kể qua quý vị cho cuộc đời của người ta là hết đời là như vậy nha. Thôi bây giờ tôi mượn thí dụ cho quý vị một cái nha, cho nó rõ nha. Bây giờ ở trong một cái ao sen này quý vị. Đó, trong ao sen này bây giờ là nước là coi trong này là phải nó cá mắm là rất nhiều quý vị. Nhưng mà trong đó đó là coi như ở trong này là sung sướng lắm. Thấy không? Trong này coi như có rùa cha, rùa nội, rùa ông, rùa cha, rùa ông cố, rùa tùm lum hết trơn, rùa con, rùa cháu còn nhiều lắm. Nhưng mà có một cái con rùa bự đó quý vị, mới bò ra ngoài. Thấy không? Mới bò ra ngoài sông cái đó. Thì như vậy là ra ngoài sông cái nó bao la, nó rộng thật là mát mẻ được kia nọ. Rồi như vậy con rùa đó, con rùa lớn mới bò vô trong mà cái ao trả lợi. Nói thôi bây giờ nè, tất cả con cháu phải bò theo chúng ta để mà ra ngoài một cái con sông cái này nó thênh thang, nó rộng ở ngoài này là sung sướng lắm. Thì mấy cái con rùa này nói sao quý vị biết không? Nói ông ơi, bây giờ trong này nè, tôi có vợ nè, tôi có chồng nè, tôi có con nè, tôi có cháu nè. Bây giờ cá mắm trong này ăn đầy đủ hết trơn quý vị, bây giờ đi đâu nữa? Thì bây giờ như vậy là quý vị biết không? Có một ngày nào đó gặp mấy xiệt này quý vị, thấy không? Có lợi nó xiệt cái một là con rùa đã lật lọng rồi quý vị, thấy không? Rồi có một ngày nắng hạn nè, rồi nó bắt từ con nè. Chưa nói là ông chủ địa tát một cái là không còn một con đó quý vị. Thì đây là ý muốn nói là mình tu kiếp kiếp, tức là tu gấp gấp. Mà hạ quân nay đã hết đời là gì? Hết đời là trong cái cuộc đời của mình đó. Đây là nãy giờ tôi mượn cái sự quý vị, tức là hết đời là trong cái cuộc đời của mình đó. Coi chừng quý vị thấy không? Mình đừng có nói à, tôi như vậy là tôi sống 60 tuổi nha, 70 tuổi nha, 80 tuổi mới chết. Đừng có nghĩ vậy nha quý vị. Quý vị thấy không? Ra ngoài cái vị trì quý vị thấy không có cái chỗ nào mà nói là chết từ 80-70. Có thể là 1-2 tuổi cũng có chết quý vị. Mới đọt la lòng có thể là đầu thai là chết liền. Bị số mạnh của người ta như vậy. Bây giờ mình ngồi đây vậy, biết được đây tới chiều là như thế nào không quý vị? Biết được ngày mai như thế nào không? Thành thử là hôm nay chúng ta tu kiếp kiếp là chúng ta phải tu gấp. Thành thử là Đức Thầy có nói một câu nói đó quý vị. Cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng thì sao? Phải nhào kiếm sông. Phải không? Bây giờ mình ở trong cái ao quý vị biết không? Con cá nó nằm trong cái ao mà cái tháng này quý vị biết không? Cái tháng này tháng 9, tháng 10 nè. Mà lúc mà con cá nó ao nó vô sao? Nó vô tháng 8, tháng 7, tháng 8 đó. Nó vô nó ở trong ao đó. Tới cái tháng này quý vị biết khô rồi. Nhưng mà có gặp một cơn mưa xuống đó, quý vị ráng rớt ra cho khỏi cái ao này nha. Ở cá to mà phải ở ao. Phải không? Muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông thì gặp cơn mưa. Thì bây giờ phải nhào kiếm cái sông liền, dặn ra khỏi cái ao này. Chứ cái ao này hồi nãy tôi thí dụ như quý vị cũng như trong cái ao con rùa vậy đó.
một ngày cái ao này bước qua tháng giêng tháng 2, tháng 3 rồi nghe quý vị, nước mà dịch xuống thì ông tổ chủ đìa tát một cái không còn một con đâu quý vị. Thì hôm nay ý tôi muốn nói, thí dụ giờ quý vị thấy không, bây giờ hiện tại là coi như là ở Israel và đồng thời Palestine và đồng thời ở Hamas á, quý vị giờ thấy không, bây giờ nó tát cái một là nhiêu, bây giờ mới đây là mười mấy ngàn người đó quý vị, chưa được một tháng là mười mấy hai chục ngàn người quý vị, làm cái này bị tát nè quý vị. Rồi quý vị thấy không, Nga Ukraine một năm mấy nay mà chết bao nhiêu người. Rồi bây giờ nhà cửa sập hết trơn, mà Đức Thầy đã tiên tri rồi quý vị, giàu sang như nước trên nguồn nghe, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, quý vị thấy không, chỉ cần là yêu cầu một cái nó nổ một cái, rồi là mình bằng mấy chục năm, là chỉ cần trong vòng một phút thôi, không được một giờ đúng quý vị, chỉ cần cái đạn nó nổ cái hì cái một là rồi nhà 5-10 tầng là sập hết trơn. Đừng nói khỏi cần một ngày một phút gì quý vị. Bây giờ Thầy nói giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, không được một giờ đúng quý vị ơi. Bây giờ quý vị á, đây là tôi nói đệ nhất thế chiến nha, rồi đệ nhị thế chiến nha, dòng đồng thời đệ tam thế chiến. Thì bây giờ Thầy nói sao, Hạ Quân nay đã hết đời. Thì bây giờ Hạ Quân là gì quý vị? Thượng Quân, thấy không? Tới Trung Quân, tới cái đời mặt pháp, là cái đời này là đời Hạ Quân đúng quý vị. Thành thử ra hôm nay quý vị mới nói là thiên cơ là gì? Thiên là trời, cơ là mái trời. Mà hôm nay Đức Thầy đã tiên tri cho mình hết trơn, là hôm nay đó Thầy nói là đạo lý tầm sâu sâu chấn cạn, hay hoặc là Thầy nói ta ra sức giết câu huyền bí, chúng dân ơi ráng kiếm ráng tìm. Thì hôm nay mình cầm cái gì, tìm là cầm cái gì, mình cầm ra hiểu những lời Đức Thầy mà chúng ta để mà học theo đó, để mà chúng ta coi. Bây giờ các ngươi, bây giờ mình nói là các người mình, chúng ta đừng có là chủ quan quý vị, thấy không, mình đừng có chủ quan. Ngày nay mình chưa biết được ngày mai là cuộc đời mình như thế nào, và đồng thời chiến tranh mình cũng chưa biết đó quý vị. Thành thử là Hạ Quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển. Phong ba là gì quý vị? Phong ba này đây là phải ngũ hành không đó, phong ba này phải ngũ hành không, ngũ hành cùng các chư thần từ đây tính đến suốt gần chúng sanh nha quý vị, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, thấy không. Kim là gì? Kim tức là chất kim loại, chất là kim là chất kim loại, ví dụ giả sử như chế ra súng ống đạn dược đó là kim ha. Mộc là gì? Mộc là cây. Thủy là gì? Thủy là nước, thấy không. Kim mộc thủy hỏa là lửa, thấy không. Thổ là đất. Mà quý vị thấy không, bây giờ đó là quý vị thấy không, bây giờ là coi như là mặt nước biển lô nhô lặng ngập, chim đua bay cá lội trên mồi, ngọn thủy kiều nô nước sụt sôi, bầu cái đất một phen lưu chuyển. Mà bây giờ quý vị thấy không, bây giờ trên trời là có máy bay, mà dưới sông thì có tàu. Thì bây giờ quý vị thấy không, dưới này mà bắn lên thì ở trên bắn xuống, quý vị thấy không, dòm đường trời lửa cháy liên miên. Thì đây là gì? Đó là quả là lửa đó quý vị, thấy không. Thủy là nước là gì? Bây giờ thủy là nước. Bây giờ quý vị thấy không, tất cả những năm nay quý vị thấy không, thiên tai lũ lụt quý vị thấy không. Mà quý vị thấy một cái trận mà ở Trung Quốc đó quý vị thấy á, ở Trung Quốc là chiến trường quý vị chết là bây giờ quý vị biết không, chết biết bao nhiêu nói. Mà bây giờ nó di cư qua bên mình là hàng trăm hàng ngàn ngàn người nghe, là ở Trung Quốc chiến rồi đó quý vị thấy đó, là di cư qua mình là hàng trăm ngàn người, là nó tôi nói là cái trận nạn lụt nghe quý vị đó. Thành thử ra kim mộc thủy hỏa thổ, thì bây giờ tất cả những chiến tranh bây giờ như vậy, bây giờ quý vị thấy tôi sang xuyên qua này chút xíu, thành thử ra tại sao tôi chút tiếp quý vị. Quý vị thấy bây giờ ở Trung Đông á, bây giờ hiện tại là Nga Ukraine nó quánh đen là một năm mấy, gần hai năm nay. Bây giờ cái cuộc này, bây giờ quý vị thấy cái cuộc này mới ớn rồi quý vị, sắp tới đây mùa đông tới đây bắt đầu là Nga tấn công lấy lợi, quý vị thấy không, thấy ghê không. Bây giờ hai bên nó dằn chiến với nhau thấy ghê luôn. Còn bây giờ hôm nay là bên lại là coi như là bên Iraq đó, à, không phải Iraq chứ, xin lỗi quá, tức là Iran đó, bên Iran đó, bây giờ viện trợ cho top Hamas đó. Bây giờ là trận này quý vị thấy, trận này là các nước bây giờ nói là thấy ghê luôn quý vị. Thành thử là thôi bây giờ tôi kể sơ sơ qua một cái vụ là coi như là cái chuyện chiến tranh rồi, thấy không. Thành thử là hôm nay là để mới hỏi là tu kiếp kiếp là gì. Tu kiếp kiếp tức là chúng ta phải tu gấp gấp, một là trong cuộc đời chúng ta, hai nữa là coi như phải tu gấp chuyến này chúng ta phải về Tây Phương Cực Lạc. Mà Đức Thầy có nói đó quý vị, ao sen báo Tây Phương vô nở, chờ chúng sanh là sao, niệm Phật chí tâm, thấy không. Thành thử là hôm nay quý vị bây giờ ráng lo pháp môn là gì, bây giờ chỉ là có pháp môn tịnh độ quý vị đó. Mà Đức Thầy nói là ráng tu đắc đạo cứu của quyền. Mà đắc đạo là sao? Nếu hôm nay mình không có pháp môn niệm Phật, mà chúng ta không tha lực, chúng ta không thợ mà trợ lực, thì một ngày nào làm sao mà chúng ta đắc đạo để cứu của quyền quý vị. Bây giờ hôm nay chúng ta mà cứu mình mà cứu chưa xong nè, phải không, mình chúng ta mình cứu chưa xong làm sao cứu của quyền. Mà Đức Thầy có nói rõ ràng một câu đó quý vị nghe không,
tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường thì tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Mà bây giờ hôm nay cha mẹ ông bà của chúng ta đó, mà nếu mà có chết đi rồi đó thì chúng ta phải cầu nguyện hàng đêm, thấy không? Sớm với chiều gánh chiếc nguyện cầu thì mới được tòa chư giữa kế. Thì hôm nay chúng ta vừa cúng chiều và đồng thời cầu nguyện cho ông bà cha mẹ chúng ta. Tôi nói thí dụ như Út Đùng đây, thấy không? Bây giờ như Út Đùng đây, bây giờ hôm nay là ngày cúng cơm của mà hiền thê của Út Đùng. Thì hôm nay có con nè, trong gia đình là có con nè, có dâu nè, rồi có rể nè, có cháu nè. Mà hôm nay chúng ta muốn cầu cứu cho được cha mẹ mình, muốn cầu cứu cho mẹ mình được ra khỏi địa ngục. Mà quý vị biết không, là cái câu mà thầy nói chỗ nào quý vị biết không? Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi. Ai ai hãy ráng mà thương đời ta tỏ tiện nghi rõ ràng. Làm từng trà rủ xinh sang, rồi thì chữ lộ mà ăn nói gì. Cái này tôi hơi nói cho nó hơi lai qua chút xíu nha quý vị. Thành thử là hôm nay thì bây giờ cũng như là hôm nay ngày cúng cơm của hiền thê của đồng đạo Nùng, thì hôm nay tôi muốn nhắc nhở tất cả con cháu, muốn cứu được mẹ của chúng ta ra, muốn cứu được bà chúng ta ra, thì hôm nay chúng ta phải ráng ngày hai thời quý vị. Và hôm nay chúng ta muốn cứu được mẹ chúng ta là gì? Chúng ta phải hôm nay ráng ăn tương ăn chay. Bây giờ trước khi, thấy không, ráng tu đắc đạo cứu của quyền, bây giờ mình muốn cứu của quyền trong đó có cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, mà trong đó là người ta nói là thất tổ của quyền nơi chính suối. Chứ thực tế nói thất tổ là thầy nói là gì? Chữ thất này đây đó tượng trưng cho bên nam nha quý vị, chữ cũ là tượng trưng cho bên nữ nha, tức là đây là nói thiện nam tính tử, mà nói là vô lượng kiếp nha, chứ không nói bảy kiếp nha quý vị. Cũng như có một lần đó, quý vị thấy không, dắt A Nan đi ngang đó mà gặp một đống xương thật lớn, rồi Đức Phật mới nói nè: A Nan à, bây giờ thấy không, trong đống xương của ta trong đó, trong đống xương nó có tai xương của ta trong đó đó. Có quý vị thấy không? Thành thử là hôm nay là không có nói bảy đời là chín đời nha quý vị. Thì hôm nay ông bà cha mẹ của chúng ta đã qua đời rồi đó, thì hôm nay thì chúng ta là phải ráng lo cầu nguyện ngày hai thời để cứu cho cha mẹ của chúng ta. Trước hết là cứu cuộc đời mình và cứu cuộc đời chúng ta. Thành thử là hồi nãy tôi có mới đọc qua một đoạn đó, Mục Liên cứu mẹ bằng ngay đó. Quý vị biết không, hồi đó như vậy là coi với ông Mục Tình Liên đó, muốn cứu bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục của chỗ vô gián này là như thế nào quý vị? Cũng nhờ công phu tu tập của ổng, ổng đạt được lục thông, ổng mới bay xuống là xuống dưới tầng Quảng Dương, ổng mới gặp được mẹ ổng, thì ổng mới cứu mẹ ổng ra. Mà hôm nay chúng ta mà tu mà chúng ta không đạt được một cái gì hết, thì chúng ta làm sao cứu ông bà cha mẹ của chúng ta quý vị? Thành thử rồi hôm nay đệ mới hỏi là tu kiếp kiếp, nếu không cho trễ, tu kiếp kiếp là gì? Tu kiếp kiếp thì hôm nay chúng ta phải tu là gấp gấp mới có kịp cái thời này quý vị. Đó, thành thử ra hồi nãy tôi mới đảo lại một cái. Quý vị đó, nghe trong cái cuồng văn đĩa này chúng tôi trong nước và ngoài nước, quý vị mai mốt đừng có nói rằng cái chuyện mà nói ôi thầy nói thiên cơ quá. Mà cái thiên cơ là gì quý vị? Thiên là trời, tôi lặp lại ha, thiên là trời, cơ là mấy trời. Quý vị đừng có nói vậy. Bây giờ như vậy nè, thầy nói cái này có phải thiên cơ không quý vị? Thầy nói nè: rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài. Hay hoặc là coi như là coi như là bây giờ quý vị cũng như là nói cái câu này nha, tôi nói có hơi nặng nặng chút nha. Mà thầy nói nè: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có dịp thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Rồi cái này phải cơ không quý vị? Cơ là thầy hỏi nó có không. Thực tế là biết rằng là cái chuyện mà nói rằng cái chuyện con sống năm chèo không biết ngày sau có hay không, thì cái chuyện mình không biết đâu quý vị. Nhưng hôm nay thầy nói thì hôm nay chúng ta có thể được quyền nói quý vị. Còn ông năm chèo xuất hiện hay không xuất hiện thì cái chuyện đó là một ngày nào đó là sẽ biết. 100 năm sau, 1000 năm sau, 10000 năm sau ông năm chèo nếu xuất hiện thì cái chuyện đó là không xuất hiện. Còn hôm nay mình cứ việc giảng, đức thầy cứ việc mình đọc: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con việc thú nuốt mà người hung. Mình mới đọc giảng hôm nay mình có quyền đọc, và hôm nay mình bàn, mình có quyền bàn chứ có gì đâu mà mình không dám, phải không? Đó, hôm nay là lời của thầy nói mà. Đó, mà nếu mà hôm nay lời của thầy nói chúng ta mà không nói thì cái này chúng ta đã bỏ ngang sao quý vị. Thành thử ra thôi bây giờ hôm nay tôi nói với quý vị, tu kiếp kiếp, nếu không kiểu kể thì tu kiếp kiếp. Chúng ta hôm nay tu gắn tu gấp gấp đó quý vị. Bây giờ nó tình trạng muốn ăn hết giờ hả? Bây giờ người ta hỏi câu nữa là rồi vậy hả? Hỏi câu cứ việc hỏi thôi. Bây giờ cái câu này xin tạm dừng.
bày lớp bay lớp dạy sau này ra đâu ai mà ngỡ như nghe đón người nó bắt xé tan cái hồn đó quên. Dạ. Cái câu này mới nói là thiên cơ hơi bây giờ hỏi cái câu này nó còn dữ hơn nữa. Hổ lan ác thú muôn bày ha. À, trên rừng nó xuống gì? Lớp bay lớp chạy ha. Có một cái câu đó quý vị. Có cái câu này nghe cái câu này là lớp bay lớp chạy nó là nhỏ lắm. Mẹ mấy con kìa trên vách núi có con chim đá nổi từ lâu. Thấy không? Đến chừng thu đất. Có khi máu thấm vào nó hiện lớn bay lao khắp cả. Thấy không? Mẹ mấy con mỗi lần nó gấp nhà muôn người vẫn được như thường. Thấy không? Mỗi lần cánh nó hoạt trương nhà cửa phố phường sầm đất hết. Quý vị thấy không? Ghê không? Cái này mà ác thú muốn bậy đó, cắn to tên gọi bạn xà trên rừng nó xuống nó tha dương chặn thì cái này nó tha không có bao nhiêu đâu. Cái đó của ông ai đó nghe. Cái này của ai vậy? Vậy hả? Không, cái này tôi không biết cái văn này của ai, thôi bỏ qua đi ha. Cái văn này tôi không biết của ai thì tôi nghe tôi ăn nháy nháy gì thôi. Rồi, như vậy là xin lỗi, bây giờ cái câu văn này tôi không biết của ai, bị thì tôi nghe của Khánh Nhan nói vậy thôi. Đó, dạ. Thành thử ra là thầy nói là gánh to tên gọi. Rồi, gánh to tên gọi bắn xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Bây giờ gánh to hỏi có không quý vị? Bây giờ hôm nay để hỏi tôi mới nói thêm một chút xíu nữa nha. Tôi bây giờ gánh to là gì? Hồi xưa đó. Dạ, thôi bây giờ để tôi nói cái sự và cái lý nha. Bây giờ hồi xưa quý vị có nghe mà đức thầy mà dắt đức ông mà đi núi Tà Lơn không? Lúc mà đức ông mà ngồi trên cái rắn con rắn này á, cái con rắn hổ mây này đó quý vị, mà đức ông đâu có biết, mà đâu bằng cái mê bồ vậy đó. Rồi cái đức thầy mới hỏi như vậy chứ đức ông như vậy đó, là coi với ông ngồi nãy giờ ông ngồi đây mà ông biết không? Nói ở ngồi trên gốc cây cái gì không biết. Cái đức thầy nó ông ngồi trên con rắn đó mà ông nãy giờ không biết. Đức thầy mới lấy con giò nhắn con rắn một cái, nó gồng lên một cái là đức ông lúc này mới biết con rắn là mày mê bồ vậy đó. Thấy không? Thành thử cái câu nói rắn to tên gọi quán xà, quý vị nói bây giờ đừng có thấy là cái chuyện không có nha. Nhưng bây giờ rắn tu rắn thằng này hết trơn nha quý vị. Thì một ngày nào đó ha, một ngày nào tôi nói thật với quý vị là một ngày nào xuất hiện nha. Quý vị nhớ không? Cái thời mà đức Phật thầy Tây An đó, quý vị nhớ thật thầy Tây An không? Mà nói ông đầu lập á, thôi bây giờ như vậy đó là ông ở đây ông chuẩn bị 12 giờ trưa này đó, ông sẽ đem mà những giấy vàng ra đây, tôi sẽ quy y cho mấy cái người này. Rồi ông đầu lập đó quý vị, ông mới đem xé giấy vàng một đống gì nè. Ông mới nói, ủa sao mà nói là thầy nói là như vậy là 12 giờ trưa này có người lại quy y, mà tại sao bây giờ là không thấy ai trên hả? Bị 11 giờ mấy rồi, nói là chút xíu đi, chút xíu đó là nó sẽ tới quy y. Thì quý vị biết không, đúng 12 giờ trưa là bắt đầu trên rừng nó xuống là trâu nè, rắn hổ nè, voi nè, ngựa nè, đủ ở trên xuống một cái là đầy ở chùa mà chùa gì trên đó, chùa Thái Sơn à, lên chùa Thái Sơn đó. Thì ông đạo lập lúc này đem ra mới quắn là con trâu một cái lá bùa, rồi thí dụ như con nai, con hu, con chó, con này kia là mỗi con lá bùa. Thì ngày đó là bắt đầu xuất hiện nó tu tới giờ đúng không quý vị? Nhưng mà sau này rắn to tên gọi bán xà trên rừng nó xuống, sau này đúng không quý vị, trên rừng nó xuống nó thai dương trần. Là thai dương trần là người nào, phải không? Là đức thầy có nói là cầu lam Lam Kiều Hữu Lộ Vắng Que, ngục môn không cửa mẹ nhau đi. Bây giờ mình muốn gì tu mà ăn tương, quý vị đừng có lo. Sau này phước nhiều tiên cảnh lên dài lên tiên hết trơn à. Mà tội nhiều xuống địa ngục sao? Xuống địa ngục thì bây giờ xuống tặng quấn dương thì có ngu động mái diện. Quý vị thấy không? Lực nhân quả thật là cao diễn, xuống cổ kim trắng lộ một ai. Quý vị nào mà có coi thập điện quý vị biết đó. Bây giờ quý vị xuống không? Ngu đầu mái diện nghe. Lúc mà nó cầm dao cầm mát mà người nào mà khẩu nghĩa đe, lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ đe, cái lời nói mình mà nói không đúng ấy, xuống dưới nó le lưỡi ra quý vị biết không? Đem cái dao nó cắt cái lưỡi gì nè. Phải không? Nghe quý vị ghê không? Mà nói cái này nó ghê lắm nha quý vị, nhưng mà tôi nói sơ cho quý vị nha. Nhất là trong cái câu nói của mình, nhất là tổ cũng nói. Bây giờ thí dụ giả sử tôi nói quý vị nghe, anh em, cha mẹ, phải không? Bất cứ sớm chờ mấy gì đó. Bây giờ tôi nói thật quý vị, bây giờ lấy dụ như ở ngoài đời đi. Bây giờ thiếu tiền cho mấy cái thằng mà nó du đảng ăn cướp gì đi. Bây giờ nó lại nó đâm một cái mộ mình, cái dao mình một cái là ngọt xớt rồi, là nó chết trong vòng lúc đó, là nó đau lúc đó thôi quý vị. Nhưng mà cái lời nói của mình á, phải không? Mình nói có đau suốt đời nha quý vị. Thấy không? Thí dụ giả sử như anh em ruột thịt theo cô bác sớm riềng mà quý vị nói một câu nói mà nó đau rồi, nó đau suốt đời luôn chứ không phải nó đau một hai ngày.
thành tử là nhớ hôm nay những cái câu gì mình nói là bây giờ mình kiếm ông Phật đâu quý vị, mình kiếm ông tiên đâu, mình kiếm ông thánh đâu, mình kiếm ông nào đâu, bây giờ hiện tại ông Phật hồi đó nè, mà bây giờ là ông Phật trong tâm mình mà mình không thấy quý vị. Mà Đức Thầy có nói nè, một câu nói rõ ràng nè nha, thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con vừa dắt giờ gà, phải nghĩ suy cặn lẽ mới là nay gặp gốc thì sao, phải mau tìm gốc. Mà hôm nay hồi đó giờ hôm nay chúng ta đã gặp gốc của Đức Phật Thích Ca rồi, chúng ta hôm nay gặp gốc của Đức Thầy rồi, mà hôm nay thầy tại sao mà nói là nay gặp gốc phải mau tìm gốc, mà hôm nay cái gốc của chúng ta, cái gốc trong tâm chúng ta quên quý vị. Người xưa ti ít chữ nôm na, chớ trơn chắc người ta ngay thẳng. Quý vị biết không, hồi xưa người ta dốt nát, người ta không hiểu, không phải như là cái thời đại 4.0 bây giờ là có TV, có là bây giờ hiện tại điện thoại mà biết lên các nước đâu quý vị. Hồi xưa ta trơn chắc lắm, nhưng mà cái thời Phật Thích Ca mà tới Lục Tổ Huệ Năng, quý vị thấy không, là coi như tu đâu đắc đó, tu đâu đắc đó quý vị. À, thành thử ra hôm nay ý tôi muốn nói là trở lại muốn nói thì bây giờ là gắn to tên gọi mảnh xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, mà nó tha này, nó tha người hung nha quý vị. Đó, nó tha người hung, cái người mà trong cái thập ác này chúng ta là sát sanh nè. Bây giờ sát sanh người ta thì bây giờ nữa người ta quất lợi chứ có gì đâu ạ, phải không? Bây giờ sát sanh là gì? Sát sanh là thí dụ mình ăn trâu bò gà vịt heo này kia nọ nữa thì bây giờ phải trả lại cái đó thôi, thấy không? Nó sát sanh đạo tặc là tà dâm, nó lưỡng thiệt ỷ ngôn mất khẩu dụng ngữ, tham lam sân độ bây giờ, đó là cái khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết, thì trong đó là nhất là cái khẩu nghiệp chúng ta. Thì hôm nay chúng ta mà bây giờ là đạo rồi, tu là gì? Tu là sửa. Mà sửa là gì? Sửa cái xấu ra cái tốt, cái dốt ra cái thâm, cái công sửa thành ngay, cái gì lâu thôi ta sửa lại. Mà hôm nay hỏi vậy đồng đạo, vậy là tu bao nhiêu năm rồi? Nó là tôi tu được 30 năm rồi, 40 năm rồi, ăn tương 30 năm, 40 năm. Mà chúng ta hôm nay còn tham nè, còn sân nè, còn si nè. Tham là gì? Đó, tham là tất cả, mình tham cái lòng mình khởi ra tham. Thấy không? Ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế của mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham dùng dưỡng cò bay thẳng kiếm, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Những thứ tham bất cứ chuyện gì, giàu sống tốt cũng là dồn chứa. À, nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mặt kính dao, trẻ tham ăn kê miệng lính vào là sao quý vị, trừng đứt lưỡi mới là hối hận, thấy không? Thành thử là hôm nay tôi nói quý vị nghe, bây giờ như vậy là do cái tham của mình ra không, rồi trong đó cái tham mình không được là sao quý vị? Sân, thấy không? Bây giờ thấy quý vị thêm thấy các nước ở ngoài không, bây giờ bên đây anh này muốn lấy nước kia muốn lấy nước nọ, đó lấy với nhau, mà lấy với nhau không được là sân lên nổi nóng lên thì sao, tức là sân nè quý vị. Mà sân không được là gì? Si, tức là gì? Tức là ngu si, thấy không? Ngu si là gì? Ngu si là mê muội, tức là mình mê muội đó, tức là ngu si. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, bây giờ anh Putin này nè, anh tổng thống Putin này nè, bây giờ anh giàu là thế giới này, anh giàu đứng hàng số 1, quý vị thấy không? Anh giàu đứng hàng số 1. Mà hôm nay ảnh đâu phải anh lấy đất nước của mà Urana này đi lợi mà ảnh làm giàu thêm, không phải đâu quý vị. Nhưng mà tại vì anh Urana này anh chơi qua với phương Tây, thành thử ra ông Putin này ông dằn ông nóng mà mới quánh lấy lợi thôi. Thì cái này là gì quý vị? Tức là săn lên. Mà săn lên quánh bây giờ là quánh rồi, bây giờ là nghỉ không được. Quý vị thấy không? Thành thử là do cái tham của mình ra không, là do cái sân của mình ra không, do cái si mình ra không. Thành thử là trong cái tham sân si chúng ta, nếu hôm nay chúng ta mà bỏ được cái tham sân si này đó, thì cái này chúng ta mới trở lại cái tâm chân thật của chúng ta. Tức là tu kiếp kiếp, nếu không có trẻ mà chúng ta bỏ ngay được cái tham, cái sân, cái si này nè, thì chúng ta đây là tu kiếp kiếp, tức là tu gấp gấp. Thì thôi bây giờ tôi tóm gọn lại quý vị, chúng ta mới bước vào tu chúng ta là gì? Tứ lưu tường chúng ta bỏ nha, tủ sắc tài khí. Rồi bây giờ chúng ta tu thứ hai nè, chúng ta là phải nhớ tập thiện, chúng ta phải trừ thập ác. Mà trong thập ác là sát sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn mắt khẩu giọng ngữ tham lam sân độ mê si. Và trong tám điều răn cấm của thầy mà ra rồi đó, thì chúng ta giữ cái giới nào không được chúng ta cắt bỏ. Nhất là chúng ta lấy cái điều thứ 7 và điều thứ 8 của Đức Thầy chúng ta để mà xài. Điều thứ 7, đứng trước mọi việc chi vì sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý hảo phán đó. Điều thứ 8, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ lặng trọn lành trọn sáng gì đây cõi Tây Phương, mà ai giữ học đạo cho hoàn toàn nên trở lại cứu vớt xứng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo và Phật lúc cảnh diệt nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn nước không quá nước nhà, và giữ được tệ lại chân chánh, bỏ tất cả những sự gì đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Thì hôm nay cái chương trình đó thì tôi thấy hôm nay là cũng còn giảng viên rất đông quý vị,
Thành thử ra chương trình chúng tôi đến đây thì cũng xin tạm dừng để cho tất cả giảng viên lên đây đó anh chị. Chứ mà hôm nay tôi nói cái máy tôi nó nóng cũng như đấy máy D12 đó quý vị, mà nó đổ ngược, nó đổ hoài mà không biết nổ ngược xuôi, không biết nổ sao nổ hoài đó. Thành thử ra hôm nay là để mới nói là rắn to tên gọi mắng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Hôm nay nó tha ai quý vị? Nó tha những người làm ác quý vị à, thấy không? Chứ mình là hiền không có tha đâu ha. Mình làm hiền mình ăn chay niệm Phật. Bây giờ lực nhân quả thật là câu diễn, mình ăn người ta ta mới ăn lên mình, còn mình không ăn người ta nó đâu có xuống nó ăn lên mình đâu, phải không? Mình ăn con chó thì nữa con chó nó quất lại mình đó. Như vậy là thôi, bây giờ hôm nay tôi nói trong cái bốn cái câu này để hỏi hai lần là bốn câu đó. Thành thử là hôm nay tôi cũng xin tạm dừng ở đây, và một lần nữa chúng tôi cũng xin chúc gia đình được an khang thịnh vượng.